Ok, thì lúc nãy á, lúc mà ráp thành cái khẩu súng này mình đã tắt âm thanh của nó đi cho cái đoạn lắp ráp nó không bị ồn á, thì bây giờ chúng ta bật lại nè các bạn. Rồi ok ha. Rồi, đây là hai khẩu súng của con DK Wing, thì chúng ta sẽ ráp vào hai cái lỗ ở dưới cái này, và trên hai khẩu súng này nó sẽ có hai cái đầu súng lòi ra nè. Chúng ta sẽ ráp vào cái phần chân này để trở thành cái phần giá đỡ cho cái cây súng DK Wing Canon này đó. Đây chúng ta sẽ ráp vào đây. Hai bên đó, như thế là xong ha các bạn. Và đây chúng ta bóp nè. Bóp còn âm thanh nghe khá là đã phải không các bạn? Và cái khẩu súng này á, cầm thì vừa tay của người trưởng thành của chúng ta luôn đó các bạn. Thì đây chính là cái box của cái mẫu sản phẩm mà mình review cho các bạn ngày hôm nay, DX Decker Wing Robo, một mẫu sản phẩm đến từ series Super Sentai Tokusou Sentai Decker Ranger, được ra mắt vào năm 2004 và kết thúc vào năm 2005. Thì nhìn qua cái box của cái mẫu Decker Wing Robo lần này, các bạn có thể thấy vẫn là những chi tiết khá là quen thuộc, logo Bandai màu đỏ và logo của series Decker Ranger được để trên góc. Ở bên dưới này thì vẫn như những cái mẫu sản phẩm trước của Decker Ranger mà mình đã review, cũng có cái dòng chữ Bandai 2004 Made in China. Thì cái mẫu sản phẩm này được sản xuất tại nhà máy sản xuất của Bandai đặt tại Trung Quốc. Và đây là cái hình ạc của cái box này. Các bạn có thể thấy khác với bên con Decker Ranger Robo, nó mang một cái tông màu trắng nhiều hơn. Thì ở đây con Decker Wing này của chúng ta được sử dụng một cái tông màu đen, và nhìn nó khá là ngầu, khá là đẹp phải không các bạn. Và cái mức giá mà mình mua được cái mẫu sản phẩm này đó là 1,5 triệu cho cái tình trạng đó, chính là hàng second hand full box. Và các bạn có thể thấy rằng cái box của mình đó thì nó có hơi bị nham nhở một chút. Đây, nó có cái vết xước ở trên cái box nè, bay mất một miếng luôn. Và đây là hình ảnh của những cái cỗ máy hợp thể nên con Decker Wing. Đây 1, 2, 3, 4 và 5. Đây là hình ảnh của con Decker Wing. Và đây là Decker Wing Canon. Đằng sau thì vẫn là những hình ảnh của con Decker Wing này. Là những chiếc, đây là những chiếc máy bay sẽ hợp thể lên con Decker Wing nè các bạn, dạng Robo, dạng khẩu súng Canon. Và đây là cái hướng dẫn chơi, thì ở đây nó cũng có để cho chúng ta nè, là trên chiếc màu đỏ này sẽ có chứa đựng âm thanh và ánh sáng giống như bên chiếc Bass Striker thôi các bạn nè. Và đây là hình dạng của cái súng, và đây nó cầm vừa tay của trẻ em luôn. Nhưng mà khi lúc nãy mình review á, thì các bạn có thể thấy là tay của mình mặc dù là tay người trưởng thành nhưng chúng ta vẫn có thể cầm vừa đó các bạn. Và đây dưới này thì nó cho chúng ta thêm một vài tính năng chơi là con Decker Wing này nó có thể thay đổi tay chân cho con Decker Ranger Robo, bởi vì cái khớp, những cái khớp của con Decker Wing với lại con Decker Ranger Robo các bạn thì nó gần như là tương tự như nhau thôi, cho nên chúng có thể thay thế tay chân cho nhau. Và đây là cái hình ảnh mà Decker Wing bỏ vào trụ sở DK, và đây là một cái hình ảnh chế nè. Decker Wing, cụ thể là cái chiếc máy bay số 1, nó sẽ sử dụng phần tay chân của con Decker Ranger Robo để cưỡi lên cái chiếc ở Decker Moto. Và cái mức giá được niêm yết vào năm 2004 ở đây các bạn có thể thấy 7.500 yên, nhân với cái tỷ giá hiện tại đó thì sẽ rơi vào tầm khoảng 1,7 triệu cho tới 1,8 triệu hàng new full box. Nhưng ở thời điểm hiện tại đó các bạn, với cái tầm giá 1,7 triệu, 1,8 triệu á, thì các bạn chỉ có thể sở hữu được cái mẫu sản phẩm này với tình trạng là hàng second hand full box thôi. Còn nếu như các bạn mua new full box thì cái giá nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2,5 triệu. Rồi thì đó là chia sẻ với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua mẫu sản phẩm chính, đó chính là con Decker Wing Robo này đây. Thì đây chính là mẫu DX Decker Wing Robo của chúng ta, về cái dạng Decker Wing Canon đó.
thì mình đã có giới thiệu sau khi mình lắp ráp xong, cũng như lúc nãy ở cái phần đoạn mình giới thiệu về cái box của cái mẫu sản phẩm này, mình cũng đã có chia sẻ rồi. Cho nên chúng ta sẽ bỏ qua cái phần review về cái khẩu Canon đó để đi vào hình thái Robo luôn nha các bạn. Thì nhìn qua hình thái của con Decawin Robo này, các bạn cảm thấy nó như thế nào? Vẫn là một cái form dáng khá là cục mịch, khá là mập mập ú ú. Đây là một cái đặc điểm chung của dòng DX Decarangio Robo đó các bạn, thì chúng ta cũng phải thông cảm thôi. Và cái việc mà làm nó mập mập ú ú như thế này á, nó không được thon mực như trên phim, thì các bạn phải hiểu rằng ở trên phim người ta là mặc đồ cosplay và sử dụng những cái phần mềm hỗ trợ để thiết kế cho con Robo nó mượt hơn, gọn hơn. Và khi ở hình thái Robo cũng như khẩu súng thì họ áp dụng rất nhiều kỹ thuật chỉnh sửa cũng như 3D vào cái kiểu để cho con Robo nó được sinh động nhất. Còn lên đồ chơi thì chúng ta hiểu rồi phải không? Không thể nào làm được như trên phim ảnh, cho nên là được một cái hình thái như thế này cũng khá là đẹp rồi phải không các bạn? Rồi, thì nhìn qua màu sắc, như lúc nãy mình đã chia sẻ rồi, khác với con Decarangio Robo thì con Decawin này nó mang một cái tông màu chủ đạo là màu đen và xen kẽ với những cái tông màu khá là đậm ở trên người con này, điển hình như màu xanh dương đậm nè, màu đỏ này đỏ đậm nè, và màu xanh lá này thì nó cũng là cái tông xanh lá mà nó hơi đậm đậm đó các bạn. Cho nên nhìn chung toàn bộ cái body của con này, nhìn cái màu sắc nó khá là đẹp đó các bạn. Mặc dù nó hơi chìm nhưng nhìn kỹ thì nhìn con Robo này nó khá là ngầu và khá là đẹp. Và đây các bạn có thể thấy, nhìn nó có vẻ hơi ú ú mập mập nhưng mà cũng khá là đẹp phải không các bạn. Và đây trên tay nó thì con cầm thêm hai khẩu súng nè, và dưới chân này của nó thì cái phần chân này á, thì mình nhìn mình cảm giác như cái phần chân nó hơi bị ngắn, và có lẽ là do ở cái phần này là các bạn, tự nhiên nó chia ra như thế này, giống như là cái phần đầu gối của những cái quần jean mà chúng ta hay mặc đó. Cho nên là nhìn cái body của con này nó hơi có bị ngắn ha, nhìn cái chân tự nhiên nó hơi bị ngắn một chút. Còn đây là tổng quan, đây các bạn hãy cùng mình xem nhé. Đó, đây là bên hông của con Decawin Robo nè. Còn đây là mặt lưng của nó, và đây là phần bên hông, phần dưới. Và ở trên con Decawin Robo này có tích hợp thêm những chi tiết là nhựa clear để cho ánh sáng từ cái con số 1 này nó có thể tỏa ra xung quanh, điển hình như ở trên phần ngực nè, phần đùi này nè, cũng như là cái phần dưới chân này. Đó, phần dưới chân này cũng có. Và đây mình sẽ bấm nút cho nó lên tiếng nè. Đó, và các bạn có thể thấy ánh sáng ở đây. Và dưới này cũng có ánh sáng nè. Đó, hệ thống âm thanh ánh sáng thì gần như tương tự so với cái con Decarangio Robo thôi. Nó chỉ bổ sung thêm một cái hiệu ứng âm thanh ánh sáng, đó chính là khi chúng ta để dạng Canon đó, thì chúng ta bấm vào cái cọ ở đây thì nó sẽ kêu những tiếng nổ bắn súng ra. Thì đó là điểm khác biệt so với hệ thống âm thanh ánh sáng ở trên con Decarangio Robo. Thì mình nghĩ cái điểm dở ở trên cái con Decawin này đó thì hầu như là không có. Chỉ có một điểm dở mà theo cá nhân mình cảm nhận thôi nha, đó chính là ở cái phần nắm tay này của cái chiếc số 2 nè các bạn. Bandai á, họ có thể xử lý tốt hơn một chút bằng cách là có thể giấu được cái nắm tay này khi để nó ở dạng máy bay, nhưng ở đây thì họ lại không xử lý. Có lẽ là để tiết kiệm chi phí hay là một vấn đề nào đó thì mình không rõ, nhưng nếu như ở đây xử lý vào cái nắm tay nó thụt một chút thì sẽ ok hơn. Và một vài chi tiết thì nó hơi có bị dễ tróc trầy sơn, cho nên là các bạn chơi thì các bạn cũng cần lưu ý một chút. Như ở trên cái con số 1 này của mình thì lúc mình mua đó thì nó cũng hơi có bị tróc nhẹ ở đây một chút rồi nè, cho nên các bạn chơi thì hãy lưu ý và chạm. Nếu như xét về dạng riêng lẻ của từng chiếc máy bay thì ở đây con Decawin này, những chiếc máy bay cấu tạo này nó là những chiếc máy bay được thiết kế theo hơi hướng khoa học viễn tưởng nhiều đó các bạn, cho nên nhìn vào chúng ta khá là khó để mường tượng. Điển hình như hai chiếc máy bay nhỏ ở đây, số 4 và số 5 nè, thì nó dạng như là những cái máy bay con được bay ra từ trong lòng những cái tàu mẹ chẳng hạn, để có thể đi thám thính xung quanh. Và đây nhiệm vụ của hai chiếc máy bay nhỏ này là trở thành cái phần bàn chân của con Decawin Robo nè. Còn ở cái phần chiếc số 3 tạo thành cái phần chân của cái con Decawin, thì nó dạng như là một cái loại máy bay lai với một cái loại xe bọc thép hay là một cái loại xe thám thính nào đó ở ngoài vũ trụ để giúp cho những chiến binh của chúng ta di chuyển ngoài vũ trụ chẳng hạn. Thì đó là suy nghĩ của mình nha. Và ở đây cái chiếc số 2 này thì là cái chiếc mà chúng ta dễ dàng mường tượng nhất. Nó là lai giữa một cái chiếc dạng như là máy bay phản lực với là một cái tàu vũ trụ đó, cho nên là cái tốc độ bay của nó cũng khá là nhanh. Và cái ở đây nè, các bạn có thể thấy nó được trang bị thêm những cái nòng súng nè, đó, cho nên là cái khả năng chiến đấu của nó cũng khá là tốt. Mặc dù ở dưới này hai cái chiếc này cũng được trang bị những nòng súng nè, chiếc số 3 này cũng được trang bị luôn, nhưng mà cái khả năng tấn công của nó thì và cái tốc độ di chuyển á thì nó sẽ không bằng cái chiếc số 2 này đâu. Còn ở cái chiếc số 1 này do Deca Đỏ điều khiển thì nó là một cái chiếc máy bay mà mang hơi hướng khoa học viễn tưởng nhiều nhất. Nó dạng thiết kế giống như là một cái chiếc mega ship vậy đó các bạn, một cái dạng tàu mẹ đó, nhưng mà ở đây thì nó được co nhỏ lại để có thể hợp thể thành dạng Decarangio Robo.
và nó cũng là cái phần trung tâm của cái con Decawing Robo chứ, Decawing Robo này nha các bạn. Và đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Chứ clip tới đây thì mình cũng không còn điều gì để phàn nàn về cái mẫu sản phẩm này. Và có thể đây là một trong những mẫu sản phẩm DX mà mình review một cách nhanh, gọn lẹ nhất từ trước đến giờ luôn đó các bạn. Rồi, thì clip sẽ kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu như các bạn có cảm nhận gì về cái mẫu sản phẩm này thì hãy chia sẻ với mình ở bên dưới phần comment. Và thôi, chúng ta dừng tại đây nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip review mà mình sẽ làm trong thời gian sắp tới. Xin chào tất cả các bạn nha. Bye bye.